sáng nay mình chào cả nhà Cindy ăn bánh cuốn lòng đầy đường nha. Đối diện là Phát Thành, một trong những chỗ bán thịt quay nổi tiếng ở quận 5. Mà mọi người xem người ta nhà lớn kia không? Mà ngay ngã tư luôn. Vừa ăn sáng vừa ngắm người đi qua kể đi lại. Đây là hàng bánh cuốn nha. Người ta vừa cuốn nha, người ta vừa đổ vừa bán luôn. Thanh niên này tay nghề lão luyện này, đổ lên liên tay luôn. Bàn ghế sạch sẽ. Đó, bánh mì hay quay đông ghê. Cảnh này chỉ có ở Việt Nam. Xin thì mới bỏ ớt vô. Rồi, cái điệu quá trời rồi. Lên chợ tặng chà bá luôn. Mắm ngon. Bánh cuốn ngon hay không là nhờ nước mắm. Chợ anh em quá trời luôn. Giờ mới phát hiện ra ở trên lầu của cái nhà tòa nhà này người ta làm lập dịch sản xuất nó luôn, thành ra cái tòa nhà nó mới lớn vậy đó. Hàng Việt Nam chất lượng cao, doanh nghiệp chế biến thực phẩm Phát Thành. Xin thì mới dùng xong dĩa bánh cuốn. Họ để giá 25.000 nhưng mà xin được kêu thêm hai cái bánh nhỏ nữa cho nên họ tính 35.000. Nước mắm rất là ngon cả nhà. Nói chung mình dân mà ăn được đó. Nhân cũng rất là đàng hoàng. Thịt băm, nấm mèo, củ sắn, bánh thì mềm, ướt. Với cái giá 25.000 một dĩa là trung bình, quá rẻ. Xin đi thêm hai cái bánh tại vì xin đi muốn no tới trưa luôn. 35.000, quá chất lượng luôn. Cộng thêm đi trà tắc 10.000 nữa là 45.000 buổi sáng. Và nó nằm ngay cái ngã tư của Bùi Hữu Nghĩa với Phan Văn Trị, quận 5. Và bây giờ xin đi bye bye cả nhà và gặp lại mọi người trong những hàng quán kỳ sau nha. Đây là con đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 7, quận 5 cả nhà ơi. Bây giờ xin đi đói bụng quá. Xin đi đi ăn nuôi với bánh canh ở cái tiệm này. Mấy bữa nay xin đi ngang thấy bán lòng lề đường nó hấp dẫn, xin đi vô. Còn bên kia đường là Cửu Long Quán, là cái quán nó bán về há cảo, vịt quay đó, đông lắm mọi người. Bị cái xe trắng đó cũng là một trong những con đường ăn uống chính ở đây. Thì thiên đường ăn uống cũng gọi là ở đây luôn. Cái gì cũng có bán. Bên kia là quán Hồ Chú Thái Lan. Đây là tô bánh canh của Cindy. Quán thì bán sạch sẽ nhưng mà có điều hơi tối chút xíu, tại vì lòng lề đường mà. Lòng lề đường mà như vậy thì cũng quá ok rồi. Cindy làm mê ở Việt Nam mấy cái ớt lắm, lúc nào ta cũng để đầy bàn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Tươi nè, nước nghe nước lèo ngọt thanh vừa đủ ăn, không mặn lắm. Có tôm nè, có thịt nè, có nấm nè, có bò viên nè, có chút sườn non, hấp dẫn cả nhà. Rồi bây giờ xin đi ăn nha, mời cả nhà.
cái quán sạch sẽ, xài toàn đồ nắp. Phố đã lên đèn rồi cả nhà ơi. Để xin đi nói chuyện cái tô bánh canh cho cả nhà nghe. Ăn được, nước ra lèo cũng được. Có điều cái con tôm á, nó hơi bị nhũng. Mà khi mà xin đi về Việt Nam, xin đi học được một cái cách lọc tôm á. Có thể là ta lột đầu, lột mình. Ta không có lột đầu nha mọi người. Người ta lột cái ta lột cái mình, xong ta chừa cái đầu với là cái đuôi. Cho nên là khi mà mình cắn mình ăn á, mình khỏi phải bóc vỏ. Đó cũng là một cái cách hay. Nhưng mà cái con tôm nó hơi bị mềm. Đại khái là như vậy. Còn tô bánh canh thì với giá 45.000 thì quá bình dân, chấp nhận được. Nếu mà ai ở gần khu vực này thì cũng nên ủng hộ cho cái xe hàng bán ở ngoài lòng lề đường nha cả nhà. Khai trương 16 tháng sau 20, bánh bao, há cạo, xíu mại. Đây là bô bún thịt nướng, cho nó mắm hấp dẫn đó. Bún thịt nướng với chả giò. Mắm chua ngọt, hơi cay, ok quá. Quá rau hấp dẫn lắm. Giá salad, giáp cá, húng đuổi. Cái cọng bún ấm mượt luôn, ngon, thịt ướp ngon, chả giò giòn. Ở bên kia đường là đại lý vé số Quỳnh Cường, 4 số cuối 1.2.000, 3 số cuối 600.000, 2 số cuối giật thằng 4. Đây là ngã tư Phan Văn Trị với lại Mùi Hữu Nghĩa nè cả nhà. Xéo mình đã buổi sáng có bán bánh mì chả cá, xin đi thấy người ta bán đắt lắm nha. Giờ buổi tối thì người ta dẹp. Nói chung là khu vực này cái trung bình là 45.000 một phần. Hủ tiếu, cơm hay gì, cơm thì 30-35. Tùy. Nhưng mà trung bình một tô bún nước khoảng 45.000. Xin đi thấy cũng ok. Nó không có nhiều, vừa đủ một khẩu phần ăn mà cũng không tệ. Thì xin gì cái lòng vòng ở cái khu vực này để enjoy giống như là thức ăn đường phố rồi đó. Thì bây giờ xin gì đã xong cái phần bún thịt nướng thì theo nhận xét xin gì thì cái điểm mà cộng ở cái quán này là nước mắm xuất sắc luôn. Nước mắm vừa ăn không mặn không ngọt mà mình có thể chan vô. Mà mình cái cọng bún nó mướt, mình không có cảm thấy là mình ăn xong rồi mình bị cảm giác mà khát nước á. Đó là cách pha của cái loại bún mà khô giống như là bún bò xào, bún thịt nướng, bún bì vân vân. Ở cái quán này là bán đủ thứ nha mọi người. Chị bán quán rất là dễ thương, mà quán cũng sạch sẽ. Bây giờ xin đi về nhà đây, bye bye cả nhà, và gặp mọi người trong những cái chương trình ăn uống sau của xin đi nha. Cửa hàng bán đầy đủ hết. Ok, bây giờ chiều rồi cả nhà. Cả nhà đi ăn ăn tối với Cindy đi ăn. Dự định đi ăn phở. Mấy bữa nay cũng ăn tùm lum đồ rồi, hôm nay thèm phở. Thì cái chị chủ khách sạn á,
có giới thiệu với Cindy là có phở ở dưới này ăn cũng được lắm. Rồi Cindy đi ăn thử phở khôi nguyên nha cả nhà. Khi nào Cindy vô quán ăn chay Trần Nguyên, Cindy ăn thử xong rồi Cindy review cho cả nhà xem. Gà xâm dược bảo bối. Thấy đi nhà cũng nhiều lần, thấy tiệm phở cũng rộng rãi, sạch sẽ. Vì chủ quảng cáo ngon, bữa nay vô ăn thử ha. Xin đi kêu phở thập cẩm, tái nạm, gầu gân, về giòn, bò viên, lá sách. Rồi xin đi không có lấy lá sách chứ không lấy tủy. Lịch sự ghê không? Có đồ để ha. Bắt đầu để đũa nữa. Rau ngò gai, rau thơm ăn thoải mái. Hấp dẫn quá. Lần đầu tiên mà đi ăn quán phở mà rau người ta bỏ như này. Sa tế ớt dành hợp đựng đũa muỗng đẹp quá, đẹp rất sang luôn. Wow, có phở hấp dẫn quá, phục vụ cũng hết sảy luôn. Wow, quán sạch đẹp quá. Wow, phở ngon nha cả nhà, rất ngon luôn á. Ông cụ bán vé số mời xin đi không có mua, nhưng mà xin đi mời phở ông cụ, thấy tội nghiệp quá. Đâu cũng thấy làm lưng tháng á. Đúng là phở Bắc, cái tương này trứng ớt này rất là cay mọi người, tuyệt vời luôn. Phở rất là ngon luôn nè, nước phở vàng ống luôn, sống sánh luôn, ngọt. Cả nhà ơi, Cindy vừa mới ăn xong phở khôi nguyên, phải nói là Cindy chấm 9.5, nếu nói 10 điểm thì nó hơi hoàn toàn xuất sắc quá, tại vì nó còn có nhiều cái tiệm phở cũng lớn, cũng bự lắm. Nhưng mà so với lại cái phở Quỳnh hôm bữa xin đi ăn thì hôm nay phở này hơn nhiều, thịt cũng nhiều, mà người ta nấu thịt không mềm nhũn, cũng không cứng lắm, tức là rất vừa ăn, ngay cả cái gân cũng vậy nữa. Cái điểm đặc biệt của cái tiệm này là mọi người thấy xin đi quay không, đũa muỗng thì có cái đồ cho mình gác ha, rau thì ta đem ra cả thố, mình muốn ăn bao nhiêu ăn, và phục vụ rất là nhanh gọn, chủ quán nhiệt tình dễ thương. Mọi người có đi đến quận 5 á thì đường Quỳnh Mẫn Đạt. Dạ, Quỳnh Mẫn Đạt thì mọi người ghé tới phở Khôi Nguyên nha. Nó bát qua cái chỗ Phan Văn Trị tí xíu, rất là ngon luôn. Và xin đi rất là hài lòng với tối ngày hôm nay. Xin đi chơi tiếp đây mọi người, và sẽ gửi đến mọi người những cái điểm ăn uống mà xin đi enjoy ở quận 5 nha. Bye bye mọi người.